Đền Mẫu, Phố Cát, tại xã Thanh Vân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, nơi Tiên Chúa giáng trần lần thứ ba. Sau khi rời làng Sóc, Tiên Chúa trở lại Tiên Cung, mãn hạn 5 năm, Ngọc Hoàng cho đi công cán. Nhưng Tiên Chúa vẫn luyến tiếc cõi trần. Án kỳ của con phạm phải đã hết, việc công cán đã xong, nhưng duyên nợ ba sinh còn vương vấn, nàng vẫn còn lưu luyến cõi trần gian, xin được thỏa nguyện sinh hóa không thường, vui chơi du ngoạn. Ngọc Hoàng thương tình cho chuẩn y, Tiên Chúa liền đem theo hai vị Quế Hoa công chúa và Thụy Hoa công chúa xuống trần gian. Khi Tiên Chúa bay tới phố cát thì hạ xuống, nhìn thấy vùng núi non trùng điệp, cỏ cây xanh tốt, nước trong róc rách chảy, vượn hót chim kêu. Tiên Chúa và hai vị công chúa quyết định dừng lại tại đây. Tiên Chúa thường hiển linh, người lành được phú, kẻ ác sẽ bị tai vạ, sau đó hiện thành người qua lại các con đường đông người, kẻ nào đụng chạm trêu ghẹo đều bị chết hoặc tai vạ, ai cũng đều tránh né không dám đi con đường này. Lâu ngày không người qua lại, cây cối mọc tùm rậm rạp, sơn tinh thủy quái hoành hành. Ban ngày thì thấy chiêng trống ầm vang, cờ quạt rợp trời, ban đêm nghe tiếng hò hét huyên náo, dân trong vùng vô cùng sợ hãi, cùng nhau lập ngôi đền Mẫu Liễu Hạnh. Vào năm Lê Dương Hòa 1635 đến 1642, triều đình được tin vội tâu với nhà vua. Vua Lê cho là yêu quái hoành hành, vội sai Vũ Lâm cùng nhiều đạo sĩ tới tiêu trừ. Quân lính kéo đến, voi ngựa ầm vang, các thật sĩ la hét, dán bùa khắp nơi, đốt phá ngôi đền thờ của Liễu Hạnh công chúa. Ngờ đâu, ít lâu sau, bệnh dịch tự nhiên lan tràn khắp nơi, từ người già đến người trẻ, trong làng, từ người rồi lan sang đến gia súc, lan đến quân sĩ. Các thầy phù thủy chẳng những không chữa được mà cũng bị bệnh nặng rồi chết. Nhân dân trong vùng hoảng sợ, vội lập đàn cầu đảo. Bỗng từ trong đám đông Tiên Chúa hiện ra trên đàn quát to: ta là tiên nữ trên thượng giới, hiển thánh xuống trần gian, các ngươi phải xin triều đình làm lại đền mới, ta sẽ trừ tai ban phước, chuyển vạn làm lành. Nếu không nghe lời, cả vùng này sẽ không còn ai sống sót. Nhân dân vội cử người vào tâu với triều đình. Nhà vua cho đó là linh thiêng nên lập tức hạ lệnh cho làm lại đền mới ở phố cát, sắc phong là
mạ vàng công chúa. Nhân dân cầu xin đều linh ứng. Ít lâu sau, tướng quân Phan Phái đi dẹp giặc bọn quấy rối phương Nam. Tiên chúa đều âm phù cho thắng trận, tiễu trừ được giặc. Sau, triều đình ban sắc phong Chế Thắng Hòa Diện Đại Vương, được ghi trong từ điển. Hàng năm hương khói phụng thờ. Thank you.